Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Tiếp theo các video về máy phun vân, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy phun đa chức năng Jetstream Full. Bây giờ tôi sẽ mở thùng để kiểm tra phụ kiện bên trong và hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đây là thân máy của máy phun đa chức năng Jetstream Full. Bây giờ chúng ta kiểm tra phụ kiện bên trong. Đây là lọc ráp, ống nhúng, chúng ta có phụ kiện là đầu phun, miếng lọc nước, bình pha xăng, ống chỉnh nước, van nước và phụ dây. Đây là bộ phụ kiện tay cầm và phụ dây để nối ống phun, ống nhúng. Bộ dây đeo lưng. Xem hướng dẫn sử dụng. Dây đấu để thông bình hơi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng phun hạt, phun vân hoặc là phun vôi của máy. Bây giờ chúng ta có thể lắp máy. Đầu tiên thì ta sẽ lắp ống nhúng vào. Đây là ống nhúng. Chúng ta dùng một bộ dây lớn để cố định ống nhúng vào trong thân máy. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống phun vào trong ống nhúng. Tùy theo mục đích sử dụng của bạn, có thể lắp ống cong hoặc là ống thẳng. Đối với phun hạt hoặc là phun vôi thì các bạn sẽ lắp ống thẳng. Đối với phun nước thì các bạn sẽ lắp ống cong. Bây giờ tôi sẽ lắp ống thẳng vào trong máy. Chúng ta dùng bộ dây để siết chặt. Thế đến thì ta sẽ lắp dây đeo cho máy. Thank you.
tương tự với chiếc chén còn lại. Thank you.
tiếp theo thì ta sẽ lắp dây hút nước. Các bạn có thể thay nắp bình bằng đầu lưới nước. Đây là đầu lưới nước của máy. Lắp dây hút nước từ đầu phía trong của đầu nối nước xuống dưới đĩa chứa nước. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây dẫn nước và van khóa. Đây là van khóa của máy. Chúng ta lắp vào bộ dây để thông của cần. Chúng ta lắp của dê, chúng ta lắp van khóa nước vào của dê của cần nối nước. Đây là dây dẫn nước. Chúng ta lắp từ đầu nối nước ra tới qua van khóa và ra tới đầu phun. Sử dụng cổ dê để khóa chặt đầu dễ dẫn nước vào. Lắp dây dẫn nước vào trong van khóa. Tiếp theo thì lắp dây dẫn nước từ van khóa ra đầu phun. Đây là đầu phun của máy. Đầu phun vào cuối của ống phun. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống dẫn hơi từ bình chứa lên tới. Chúng ta lắp vào nắp bình chứa. Đầu còn lại ta sẽ lắp vào chỗ nối hơi ở dưới đáy của nắp. Bây giờ tôi sẽ đeo lên cho các bạn xem. Thank you.
máy phun đa chức năng jet đi phun có dung tích bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 2 thì dung tích xi lanh là 40cc, rất là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Máy có thể phun được rất nhiều loại, ví dụ như phun vôi, phun hạt để gieo mầm, phun phân hoặc là phun nước tiêu độc khử trùng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.